trong máng để băm. Máy sẽ băm thành những nát nhỏ cho chúng ta để làm thuốc. Xin chào quý vị và các bạn, trong series của máy chăn nuôi hôm nay, Thế Giới Máy sẽ giới thiệu các bạn sản phẩm máy thái băm cây thuốc và băm cành cây Takio 2.2. bây giờ chúng ta sẽ băm thử cho các bạn xem nhé. Đầu tiên chúng ta cấp nguồn điện cho máy trong máng để băm. Máy sẽ băm thành những nát nhỏ cho chúng ta để làm thuốc. Máy băm cây thuốc Takio TK2.2 được bảo 2 tháng, sử dụng motor 2,2 kW, dây đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ băm bằng cành lá vào máng trước. Khúc nguyên liệu sẽ ra khoảng 2 đến 4 cm. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ xem thành phẩm của máy. Thân cây to thì máy sẽ băm ra nát mỏng cho chúng ta. Và những cành lá nhỏ thì máy sẽ băm dài khúc khoảng tầm 2 đến 4 cm. Nếu như các bạn quan tâm hay có nhu cầu về máy thái băm cây thuốc nam Takio 2.2, hãy liên hệ đến công ty Thế Giới Máy tại 354 đường Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, hoặc liên hệ số hotline ngay bên dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Thế Giới Máy. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.